Hello cả nhà, chào ngày mới. Rosa, con đang chơi gì đó? Đó, ngoại đang chơi với con nè. Trời ơi, ngoại chơi nghệ thuật không đó? Trời ơi, cái đó ngoại nghệ thuật không đó? Đó, đó. 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 Đó, ngoại chơi với con nghệ thuật không đó? Nè, cái Rosa, nó bị ngoại nó quay chóng mặt. Nó bị ngoại nó ngoại nó ngoại nó ngoại nó đang núp lùm nè. Nó bị bà ngoại nó quay chóng mặt luôn. Mà làm từ từ nhẹ nhẹ cho mẹ, mà giật dữ quá mẹ. Ở đây là bà ngoại á, là mỗi ngày chơi với Rosa là bà ngoại được 1 đồng đó, 1 tháng bà ngoại được 30 đồng, rồi 3 tháng là ngoại được 90, thêm 10 ngày nữa là ba ba tháng 10 ngày là bà ngoại được 100 đồng đó. Đó, giờ bà ngoại nói thời buổi khó khăn, thất nghiệp, không có việc làm, ấy giờ rớt cọng đu cọng lông. Mẹ mẹ để câu ca lên cho nó nhảy mẹ. Đó. Cô xà nó phóng như tên lửa vậy, người nó phóng cao lắm, chân nó dài á. Con ở với má được 3 tháng rưỡi rồi, là hôm nay là con được 7 tháng rồi đó. Đó, cái điệu này chắc là còn 50 xu quá à. À, hỏi nó núp lùm á mọi người. Nó núp á mọi người. Nó kiếm chỗ nó núp để nó phóng ra đó. Đó, nó ghê lắm á. À, ngoại đừng có coi thường con nha ngoại. Ngoại đừng có coi thường con nha ngoại. Nha ngoại đó, núp lùm nó ngoại. Mẹ lùa nó qua bên chỗ ghế này, nó núp lùm, nó khoái núp lùm lắm. Mẹ lùa nó qua bên cái ghế này, bảo đảm với mẹ nè. Đó, nó núp lùm, nó kiếm chỗ núp lùm á. Mẹ lùa xài này nó ghê lắm đó, nó núp lùm. Đó, nó phóng ra nè, đó. Nó phóng như tên lửa ra nè, đó. Nè, mẹ đi qua đây nè, nó trốn vô ghế này, đó, chưa. Đó, nó trốn vô ghế này, đó, đó, nó trốn nè. Đó, nó trốn rồi mọi người, đó nó trốn rồi, đó nó lần nó trốn rồi đó, chưa chưa, đó nó trốn rồi, nó trốn rồi, nó phóng ra đó, đó. Tưởng là tưởng bà ngoại bị trừ lương rồi chứ ai, về đâu cũng cũng ok. À, không tính từ ngày hôm nay là ngoại được 1 đồng đó nghe. Khó khăn ngoại nói cồ luôn nè, nó kéo tới thì khó khăn quá, có còn hơn không không ngoại đó. Thấy ngoại điệu nghệ chưa? Đó. Đó, ngoại dụ nó ra nè, ngoại dụ nó ra nè. Ừ, ghét con chưa? Ghét con chưa? Con được 7 tháng rồi đó cả nhà ơi. Chóng mặt luôn. Nó đang quan sát đó mọi người. Mày đưa cao cao lên, mày đưa cao cao lên. Ngoại làm gì mà con chát luôn ngoại. Ngoại đầu hàng. Ôi đã đó 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 đã đó, cái chân anh đang nhúc nhích, cái chân đang nhúc nhích, cái chân đang nhúc nhích, kiểu như là phải kiên nhẫn lắm á, chân đang nhúc nhích. Anh hai của nó cũng vậy đó, cũng trốn giống vậy nè, chơi cái trò này với anh hai là anh hai cũng trốn giống vậy nè đó, rồi anh hai phóng, tự cho anh hai phóng ra. Ok, con chúc cả nhà Giáng sinh vui vẻ nha, những ngày lễ cuối năm thật là vui vẻ nha mọi người, cả nhà giữ gìn sức khỏe nha. Bye bye cả nhà. Đó, chuẩn bị phóng ra rồi. Chuẩn bị phóng ra này. Đó, đó. Phóng cao chưa? Cái chân nó dài lắm á. Chân vô xà nó dài lắm. Cái đuôi nó cũng dài nữa. Chào tạm biệt cả nhà nha.